Đây là bánh ống nha các bạn. Người ta làm bánh ống làm bằng máy dầu nha. Cái máy này là máy giăng ma. Có người mua rồi, em bé đứng bán các bạn. Cái này là bắp nha. Rồi đếm tiền rồi. Bọc này bao nhiêu? Bọc 15, bọc 10 hả? Sao cái này mắc hơn vậy? Sao mắc hơn? Cái này có gạo lứt. Gạo lứt đường phèn. Còn cái này thường. Gạo lứt đường phèn thì mắc hơn. Rồi để Trúc lấy nha. Trúc lấy bọc này.